Nhân à? Nhu Chi Nhân. Chuyện gì anh Cơ? Ông lợi dụng rồi giết cô ấy. Tại sao vậy? Vài người giống như con tốt cần phải hy sinh ở trong một ván cờ. Vậy thì ông chết đi. Sao Yun Jun Sang lại gọi điện cho mình? Ở ngã ba đường Chơn Rô lúc 5 giờ chiều sẽ có xe tới đón cậu. Xung quanh đều là không gian mở, bản tỉa có thể ở bất cứ đâu. Chính trong thế là bậy đâu.